chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video lần này quốc anh chia sẻ về chủ đề một dấu hiệu rõ ràng bạn luôn được vũ trụ yêu thương bảo vệ và che chở tình yêu là năng lượng vĩ đại nhất trong vũ trụ khi bạn sống trong rung động tình yêu bạn luôn được vũ trụ bảo vệ che chở và yêu thương chúng ta được sinh ra từ tình yêu tình yêu là vô hạn linh hồn của chúng ta ở trên trái đất này để trải nghiệm nhiều khía cạnh của tình yêu theo thể chất tinh thần tình cảm và tâm linh mở rộng tâm trí của bạn với sự thật rằng bạn là tình yêu khi bạn cho phép trạng thái tự nhiên của tình yêu tràn ngập trong con người bạn bạn sẽ không chỉ biểu lộ tình yêu dưới mọi hình thức của nó vào cuộc sống của chính bạn mà bạn sẽ phản ánh tình yêu đó ra những người xung quanh tạo ra hiệu ứng chữa lành vết thương tuyệt đẹp sự rung động của tình yêu cho phép chúng ta thể hiện những phẩm chất tốt đẹp truyền cảm hứng và sức mạnh cho những ai chúng ta tiếp xúc nếu chúng ta muốn điều tốt hiển hiện cho chúng ta chúng ta phải cam kết bản thân làm điều tốt khi chúng ta sống trong rung động của tình yêu năng lượng của chúng ta cộng hưởng ở tần số cao và chúng ta thể hiện những đức tính như là từ bi tha thứ khoan dung tôn trọng rộng lượng vui vẻ hòa bình tất cả những gì truyền cảm hứng sức mạnh và nâng cao cuộc sống sự rung động của tình yêu đưa chúng ta lên một trạng thái ý thức cao hơn và giải phóng chúng ta khỏi những suy nghĩ, cảm xúc và hành động rung động thấp và trở thành nạn nhân của chúng ta. Mọi nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, phán xét, tham lam, đố kỵ, kiêu ngạo và sự bướng bỉnh của bản ngã cần phải giải phóng. Sự bực tức của tinh thần mất đi quyền lực đối với chúng ta thoát khỏi tiêu cực và suy nghĩ hạn chế, chúng ta bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn và tỏa sáng hơn. Chúng ta trở thành nam châm thu hút những điều tốt đẹp của chúng ta. Sống trong trung động tình yêu có thể là một khái niệm đơn giản để hiểu, nhưng nó có thể là thử thách khó khăn nhất của chúng ta. Sống trong trung động tình yêu có nghĩa là giữ cho bản ngã cá tính của chúng ta luôn kiểm soát trong mọi hoàn cảnh của chúng ta trải qua, bản ngã của chúng ta dễ dàng đắm mình vào ảo ảnh trong cuộc sống. Chúng ta đầu tư năng lượng tích cực cả thể chất và tinh thần để nâng cao rung động tích cực, kết nối mạnh mẽ với bản ngã cao hơn, hướng dẫn tinh thần của chúng ta. Khi chúng ta sống trong rung động tình yêu, chúng ta biết rằng tất cả các khía cạnh của cuộc sống đều được kết nối với nhau và mỗi chúng ta đều có tiềm năng để trở nên toàn vẹn mọi sự hiện diện trên hành tinh này con người động vật thực vật khoáng vật là một biểu hiện độc nhất của vũ trụ và tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau không có sự ngăn cách tất cả chúng ta đều là tế bào của vũ trụ và điều gì ảnh hưởng đến một người đều ảnh hưởng đến tất cả chúng ta mặt khác sự toàn vẹn có nghĩa là hoàn thiện với tư cách là một cá thể và hài hòa cân bằng ở tất cả các cấp độ của con người chúng ta cơ thể tâm trí và tinh thần toàn vẹn có nghĩa là thu thập và chữa lành những mảnh vỡ của chúng ta những phần của chúng ta bị ngắt kết nối với bản ngã cao hơn hướng dẫn tinh thần những vết thương của chúng ta thường là do cảm giác không xứng đáng và nỗi đau từ quá khứ sống trong rung động tình yêu giúp chúng ta tập trung vào giây phút hiện tại kết nối và hợp nhất với chính mình và tất cả những gì đang có một số người được sinh ra với tình yêu rung động cao và may mắn lớn lên trong đó tuy nhiên hầu hết chúng ta đều phải vượt qua nhiều việc phải làm để có trải nghiệm đầy đủ sự vượt qua này là quá trình biến đổi cá nhân hoặc quá trình trở nên kết nối toàn bộ bởi vì sự rung động của tình yêu đòi hỏi cá tính bản ngã của chúng ta phải đầu hàng linh hồn chúng ta gặp những người và tình huống truyền cảm hứng cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến việc thực hiện tiềm năng và đam mê của mình chúng ta đang ở trong dòng chảy của cuộc sống bạn biết khi nào bạn đang sống trong rung động tình yêu vì bạn có thể cảm nhận được nó đó. đó là cảm giác kết nối toàn vẹn nhẹ nhàng và mở rộng thiền định những điều kỳ diệu của thiên nhiên và những nơi có vẻ đẹp tuyệt vời có thể mang lại cho chúng ta những cảm giác hạnh phúc tương tự để liên tục sống trong rung động tình yêu cần có sự cam kết tất cả đều quá dễ dàng để trở thành sợ hãi phán xét hoặc tự cho mình là đúng cho dù chúng ta nghĩ chúng ta là người tâm linh như thế nào chúng ta vẫn có kinh nghiệm của con người về những thử thách và khổ nạn chúng ta không cần phải phủ nhận hay lên án những điểm yếu của con người mục tiêu là trở nên tích cực và để trí thông minh của trái tim hướng dẫn chúng ta cầu nguyện thiền định đọc sách để được truyền cảm hứng và phục vụ người khác là điều tuyệt vời để thu hút sự kết nối sự trọn vẹn và tình yêu thương các bạn có thể thực hành những điều sau đây tìm kiếm điều tốt ở mọi người và mọi thứ mang lại niềm tin cho nghịch cảnh biết ơn tất cả những gì chúng ta có đi trên con đường của bạn trong bất kỳ tình huống hoặc mối quan hệ mâu thuẫn nào tạo ra một không gian thiên liêng của hòa bình và vẻ đẹp để làm mới bản thân, chăm sóc các sinh vật. Tình yêu là thần dược cho niềm vui và liều thuốc giải độc cho nỗi đau. Tình yêu thổi bùng ngọn lửa đam mê của chúng ta. Tình yêu nâng chúng ta từ những giới hạn của chúng ta đến tiềm năng của chúng ta. Tình yêu vượt qua thời gian và không gian. Tình yêu vượt qua những khác biệt và định kiến tình yêu chữa lành tình yêu là sự rung động của vũ trụ học cách sống trong rung động tình yêu là lý do tại sao chúng ta ở đây đó là mục đích cá nhân và tập thể của chúng ta đó là bí mật của cuộc sống được che giấu trong tầm nhìn của bản ngã khi chúng ta sống trong rung động của tình yêu chúng ta tốt nghiệp cuộc đời này một cách danh giá Sống trong rung động tình yêu là quyền bẩm sinh của chúng ta, giữ chúng ta làm trung tâm và hòa vào dòng chảy. Thay thế những trung động ở cấp độ thấp hơn bằng tình yêu, lòng trắc ẩn và sự tha thứ. Cảm xúc tiêu cực ngăn chúng ta đi khỏi con đường thực sự của mình. Vì vậy, sau đây là một số ý thức cao hơn có thể giúp bạn để dòng chảy năng lượng tình yêu luôn tuôn chảy. Hãy biết ơn, không ghen tị. Khi bạn cảm thấy ghen tị với những gì người khác có, hãy thay thế sự ghen tị đó bằng lòng biết ơn về những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Hãy từ bi. Nếu bạn đang nuôi dưỡng một mối hận thù, hãy để nó qua đi. Giữ lấy sự tức giận và những suy nghĩ tiêu cực về một người khác sẽ chặn dòng chảy về tình yêu trong cuộc sống của bạn. Hãy yêu thương, không sợ hãi tập trung vào những điều tốt đẹp trên thế giới không phải là điều tiêu cực nếu điều này cảm thấy khó khăn hãy tự mình thực hiện bước đầu tiên và thực hiện hành động tử tế với người khác là con người chúng ta đều khao khát tình yêu sức mạnh tình yêu ở tất cả xung quanh bạn hãy hấp thụ nó và bạn sẽ thu hút tất cả tình yêu mà bạn muốn trong cuộc sống của mình bạn luôn được bảo vệ che chở và yêu thương trong rung động của tình yêu đó là nguồn năng lượng vĩ đại trong vũ trụ thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại